Hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm nay đầu sáng ha, ngày sáng sớm ngày chủ nhật, chúng ta khai mở ngày nghỉ bằng một con game Naruto anime. Cho anh em nào có chơi thì vào tải và quẩy về, tải về và quẩy ha. Rồi ok, vô đầu game thì như bao con game khác chúng ta chạy nhiệm vụ tân thủ, nhưng mà đó quà kìa, đó, lên level 124 luôn, 50 triệu kim nguyên bảo luôn, đó 1 tỷ đó, nhận Madara lục đạo luôn nha các bạn ơi. Wow, amazing, good good luôn ha, chứ không có good job nữa đó. Quá trời quá trời. Mà chúng ta phải chạy cái nhiệm vụ tân thủ rồi đã, chắc để đó đi, heo chạy sau. Bây giờ chúng ta đến với thông tin server cái ha. Đây thông tin server Hỏa Long Nhẫn Giả thông báo khai mở máy chủ mới S3 Madara vào 10 giờ ngày 7 tháng 8. Đây link tải nè hả. Rồi nhóm Zalo, trang chủ, thông tin phiên bản hiện tại quy gì? À thông tin phiên bản hiện tại Mat VIP 30. Đó, tướng Mat 30 sao, level 3900. Rồi thêm trang bị đỏ Mat 20 sao. Đó, rồi upload thêm tướng mới, thêm quà nhiệm vụ hàng ngày, quà khi đánh đấu trường, thêm quà các hoạt động chạy ải trong game, thêm quà các map nạp cái gì, các map link server, thêm quà khi đánh boss gui tỷ lệ triệu hồi được tăng ha. Đó, có tất cả tướng mới luôn. Chú ý mát túi bạc 4.2 tỷ, mát túi an xếp 4.2 tỷ. Đó, rồi đây có gì, quà tân thủ đã thêm vào hướng dẫn đầu game, tạo nhân vật, chạy nhiệm vụ, nhận quà, có hỗ trợ, nhận code ở web này, mừng upload phiên bản mới, khuyến mãi nhân 2 xu web từ 7 tháng 8 đến 9 tháng 8, khuyến mãi nhân 3 xu web khi nạp đầu, tặng một bộ trang bị đỏ 20 sao 4 món, mỗi tài khoản được khuyến mãi nhân 3 một lần. Đó. Rồi tỷ lệ nạp 10k bằng 400 xu, tham gia event live share nhận quà thì chính thức khai mở. Bước 1 live share comment cái kiểu ha, nhận quà 10 triệu kim cương. Đó. Rồi event chia sẻ dành cho tất cả server. Đó. Quà tặng là 500 triệu bạc, 500 triệu A-Ship Ninja. Chuỗi event dành cho server 3 vượt ải 900 tháp nhận 2.000 rương bạc là 2 tỷ đó. Đó, ải 900 map thí luyện vô tận nhận 2 tỷ bạc, 350 map cốt truyện nhận thêm 2 tỷ bạc nữa, tham gia fan cứng nhận 5.000 vé quay may mắn phát vào 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Đó. Bài viết được 100 like, tất cả server nhận 1 tỷ bạc. Đó. 200 like tiếp tục thêm 1 tỷ bạc, 300 like được 1 tỷ bạc và 500 triệu A-Ship anh hùng. Event kết thúc sau 5 ngày mở server, sự kiện đua top server chốt sau 10 ngày mở server nha các bạn. Top lực chiến top 1 10 triệu kim cương, 10 tỷ bạc, 10 tỷ A-Ship anh hùng, 100 rương vật liệu tự chọn, một bộ trang bị 5 sao. Đó. Top nạp top 1 10 tỷ bạc, 10 tỷ A-Ship Ninja, 200 đá hức tỉnh nhận hụt, 100 đá hức tỉnh nhận hụt tùy chọn, 500 bình tinh hoa, 200 sách kỹ thuật gui, kỹ năng gui ha. Đó. Ok, phiên bản mới nha. Bây giờ chạy xong cái này cái, chạy cũng nhanh nhưng mà nó tốn cũng 2-3 phút của các bạn. Nên để heo sẽ chạy xong rồi heo quay tiếp. Rồi.
Rồi nhập code like xe luôn rồi nha các bạn. Đó, code like và code xe nè, thêm 500 triệu. Đây 500 triệu nữa và 10 triệu kim cương. Đó, cái lộn kim nguyên bảo. Đó. Ngon lành cành đào liền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập code Tân Hữu hả? Rồi Tân Hữu. Đâu rồi ta? Mất rồi, đây gì trên này. Đây code Tân Hữu. Rồi code tiếp. Qua Tân Hữu rồi, cái này là code hỗ trợ thêm thôi. Nghe admin bảo như vậy đấy. Rồi nhận quà nè hả? Đây không có gì hết. Đây 500 bé sổ số. Hai con tướng mới. Con Utakata. Không biết có phải là Katakuri không thì không biết. Rồi ở đây tiếp ha. A-Ship nữa, lên được một level nữa. Đây Kakashi Susanoo. Rồi tiếp luôn. Sakura Uchiha. Đây rồi Sasuke Inra. Rồi đây hai con tướng mới. Đó. Naruto lục đạo nha các bạn. Đó, quá ngon, quá ngon. Rồi VIP. Rồi đây là Madara lục đạo nha các bạn. Đó. Rồi đây là Hinata Uzumaki. Đó. Đây là Naruto cũ vĩ. 20 triệu kim cương. Như hết rồi. Hết rồi hay gì đây, đây đây còn nữa nè. Obito lục đạo. Còn gì nữa không? Chắc hết được quá. Hết rồi, hết rồi. Đây đây đây, Ninja. Đó. Neji. Ok, Neji. Còn rất là nhiều luôn các bạn ơi, kim nguyên bảo nữa kìa. Ô là trời, quá trời luôn. Đây đây đây, thêm một con nữa. Đó. Rồi còn nữa không ta? Hết rồi. Ok, giờ nhận hết hả? Ồ, được 2 tỷ chẵn nè. Ở đây được một cái đường này phải chọn hả? Chọn được con món rồi mấy bạn ơi. Con này nhận được 4 món. Ủa? 5 món luôn. Ủa, nhận chi nhiều vậy? Trời ơi, được 5 món luôn này các bạn. Cái rương này đây 4 sao. Ở 4 sao nó lấy làm gì? Đây có skin nè các bạn. Ok, skin ha. Rồi ở đây có quà tặng bí thuật. Rồi đây có hồn 9 sao và hồn 10 sao. Đây skin nữa nè ha. Đó. Rồi rương vĩ hú. Rồi A-Ship. Đây A-Ship. Chúng ta lên được VIP 13 hả? Phiên bản này là phiên bản VIP 30 nha các bạn. Đó. Mà chúng ta được phi là phi VIP 13 hả? Đó. Đây. Thì đi xuống thì nó cũng như mấy phiên bản trước thôi. Đó. Càng đi xuống thì trang bị được cái kiểu. Còn từ 14 cho lên thì mỗi móc chúng ta sẽ nhận được cho mình là một hồn 9 sao ha. Đó. Và lên nữa nhận thêm được hồn 10 sao nữa nè. Quá ngon. Ok man. Rồi cái quan trọng nhất mà heo thích ở con này không phải là nó phi tướng đầu game, mà đó là cái phần mà quay tướng các bạn. Đó. Tỷ lệ như vậy thì anh em nào mà chọn lựa tinh ý thì chúng ta sẽ mở được gọi là sao ta, chơi được lâu dài các bạn. Đó, thấy rồi đó, mu nè ha. Rồi ủa đâu rồi, ủa phải chỗ này không mà quay đây không có gì hết vậy ta? Vậy là chắc không phải chỗ này rồi đó. Kakashi đệ tứ là cái gì à? Ngày đệ tứ kìa. Đó, Minamoto ha. Đó, Madara. Thì chỗ này hơi ít đúng không? Hơi ít, chúng ta chuyển qua siêu cấp rồi.
Vậy là thấy bên kia ngon hơn chứ bên kia ra nhiều hơn á. Đây, heo sẽ test hết luôn hả? Không biết là do bên kia hay là bên này. Vậy là chắc bên kia rồi. À, được Naruto hiền nhân. Rồi mẹ của Naruto. Tiếp luôn tuổi ơi. Conan, ok. Tướng mới kìa anh em. Ok. Mitsuki Sage model gì nè. Ui man, được đấy, được đấy. Có tướng mới luôn, hết hồn luôn trời. Con đó hình như là trong đội hình mình không có mấy ác chứ. Trời ơi mà. Ok, quay ra đây ra được tướng VIP luôn các bạn ơi. Rồi hết rồi, hình như hết rồi. Rồi lần nữa coi còn không. Đó rồi, chuyển qua bên triệu hồi bên này coi. Mù. Ồ, đầu vô là tỷ lệ thấy cũng hôm đấy. Ra. Rồi đây nè, tướng mới nè, đi Neji nè các bạn. Đó. Ok, mấy cái bản gì chúng ta chơi được lâu dài ha. Đù, tướng Hinata Uzumaki luôn. Được xong. Đó. Tại vì chúng ta có tỷ lệ mà kiếm được tướng VIP, tướng mới ha. À, như vậy chỉ còn kiếm mấy nguyên liệu kia thôi, mấy con mồi thôi à. Đó. Ok. Rồi, thì còn lại thì chắc đủ lục đạo luôn. Rồi còn lại thì chắc anh em nào cũng biết rồi ha. Nên là anh em tự vào trải nghiệm nha các bạn. Đó, để coi coi còn cái gì mới nữa không. Thư viện có tướng nào mới không. Ok, hồng ha. Hồng luôn. Hồng luôn. Vậy là tướng hiện tại. Ô, phiên bản này có luôn đây, có luôn Naruto Bajon model nè các bạn. Phiên bản Naruto trong phần phim Boruto ha. Ok. Có luôn này. Nhưng mà không quay ra được đâu. Mà quay ra được con này rồi cũng ghê gớm đấy. Rồi ok. Rồi anh em nào có chơi thì tải về ha. Link neo để dưới phần mô tả. Và server 3 sẽ open vào 10 giờ ngày 7 tháng 8 nha các bạn. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.